Hello các bạn, lại là Mèo đây. Và cái ngày hôm nay Mèo lại dẫn các bạn đi dạo vườn nha. Các bạn thấy mấy cái chậu điên điên không? Mấy video trước không có đúng không? Video này có, tại mới trồng mà. Video trước làm sao có được ha. Hết tống coi như thế này, nó ngốn mèo mớ tiền rồi các bạn. Rồi cái này mới trồng thôi các bạn, cho nên bây giờ Mèo sẽ trích kêu chống thiệu ở mấy cái vết tích này nha. Khi mà trích xong rồi nó sẽ giống như cái này nè. Đó, mẹ sẽ trích cho những cái coi đó. Ở bên này nè, có cái coi này, mẹ cũng không biết cái coi gì nữa, mẹ quên mất cái tên của nó rồi. Trầm nó sống đó các bạn. Đây nè, nó sống này, nó ra mầm con rồi nè. Mỗi lần trồng cây mà thấy nó sống như thế này mèo rất là mừng luôn đó. Nó ra mầm này các bạn thấy không? Đó. Mấy cái cây ngập anh ở chỗ này thì nó cũng đã sống rồi. Nó ra mầm này các bạn thấy không? Cây này cây ngập anh, nó ra hoa rất là thơm. Có thể lộn hoa của nó pha trà được mà. Còn cái cây bông giấy trồng trước mà sao không thấy mầm miết gì hết à? Không biết nó sống không nữa. Đây cũng là gốc bông giới này mà không thấy mầm. Có mầm. Đây này, nó ra mầm rồi này. Không biết các bạn thấy hay không nữa. Nè, mầm xanh xanh này. Đó. Thấy một cây rồi. Còn cây bên này không biết có sống không nữa. Cây ngập anh này cũng sống này. Vườn nhà mèo bên này cây cánh hơi bị nhiều rồi đó. Cố gắng xây dựng nay mai nó biến thành một cái ngự hoa viên dành cho mình luôn. Nghe sao mà nó giống cung đình quá. Bây giờ là gần 10 giờ trưa đó các bạn. Trồng hết đống này là mối luôn. Mèo có tưới thuốc cho nó rồi, tưới thuốc kích rễ cho nó ra cây. Mấy cây này tất cả cây nào cũng có thuốc hết nè các bạn. Phải bơm thuốc vào trong đó cho cây nó sống. Còn cây này nhìn nó tham quá, cây ngâu này không biết nó sống hay không nữa, nhìn nó hiếu queo hiếu qua. Rồi khuê xương xương thôi nha các bạn. Bây giờ mèo bắt đầu chét kêu cho mấy cái cây này nha. Rồi mèo sẽ dùng cái bót để mà chét kêu cho cái cây này trước nha. Tương tự những cái cây khác mèo cũng đi chết nha các bạn, xem mèo chết nha các bạn.
Rồi các bạn, mèo đã trích đầu keo cho mấy cái coi này hết rồi. Mới trích thì nó có màu hồng nhạt như thế này, nhưng mà khi nó khô rồi là nó biến thành cái màu hồng hồng đậm đậm như thế này. Trích như thế này thì coi nó sẽ không bị mục mấy cái đầu đó, nó giúp coi phát triển tốt hơn. Chỗ này là cái con mèo này các bạn, mèo mèo này. Mèo cứ ngồi bấm máy tính là nó nhảy lên đùi mèo, nó nằm mèo ra làm vườn là nó ra ngồi đây nó giỡn. Con nó dễ thương nhất nhà nè các bạn. Còn cái coi này là cái coi giá đỡ máy quay phim. Cái coi này thì nó chưa sống là mới trong mà. Rồi video này cũng khá là ngắn, mèo chia sẻ lại cái cánh mèo trích keo cho mấy cái coi mới trồng và khoe sương sương cái vườn coi nhà của mèo. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mèo. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.